Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới xã hội. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin liên quan đến tình hình căng thẳng Biển Đông. Tự giác kim cương quay lại Biển Đông. Trung Quốc hành xử ngang ngược ở Biển Đông và các điểm nóng chính trị khác trong giai đoạn này, và điều này khiến cho Bắc Kinh có nguy cơ đối đầu với cộng đồng quốc tế. Hai đồng minh của Mỹ lần lượt là Nhật và Úc đã bắn tín hiệu đáng chú ý. Bộ Quốc phòng của Úc hôm 22 tháng 4 xác nhận một tàu hộ vệ của nước này đã tham gia tập trận với ba tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi bày tỏ quan ngại về chuyện Trung Quốc tự tiện thành lập chính quyền, quản lý Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nó gợi lại những suy nghĩ về tứ giác kim cương Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, được cho là bộ tứ an ninh để kiểm soát sức ảnh hưởng của các hoạt động ngày càng lan rộng và lộng hành của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Úc và Nhật lên tiếng. Thông cáo của phía Úc được đưa ra sau khi Hải quân của Mỹ xác nhận hai tàu chiến của nước này đã hoạt động ở Biển Đông, bao gồm tàu đổ bộ USS America và hai tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill. Dẫn nguồn tin từ Reuters, các tàu của Mỹ ở gần khu vực tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc đang hoạt động, tức là gần địa bàn hoạt động của tàu giàn khoan West Camera của công ty dầu mỏ quốc doanh Malaysia Prosnos vận hành. Theo lời của Bộ Quốc phòng Úc, tàu hộ vệ của nước này đã tập trận cùng với USS America, USS Bunker Hill và một tàu khác của Mỹ được biết là USS Bury. Trong tuyên bố gửi Reuters, Bộ Quốc phòng của Úc cho biết trong quá trình tập trận, nhóm tàu này đã mài giũa khả năng tương tác giữa Hải quân Mỹ và Úc, bao gồm tiếp viện nhiên liệu trên biển, vận hành trên không, thao tác dưới biển, diễn tập, liên lạc. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Úc nói tàu của họ đã tiến hành một đợt triển khai diện rộng xuyên qua khu vực phía Nam, phía Đông Á trong hai tháng gần đây, nhằm củng cố ổn định an ninh trong khu vực. Các chuyên gia quốc phòng cũng tin rằng việc Úc tham gia tập trận với Hải quân và tàu của Mỹ đã được lên lịch từ trước đó nhiều tháng. Tuy nhiên, đài ABC của Úc cũng lưu ý về tình hình thời điểm của việc công bố này, vì nó diễn ra giữa lúc nhiều nước đang thể hiện mối lo ngại về việc mở rộng của Trung Quốc trong khu vực, mà cụ thể là việc tự tiện đặt hai đơn vị quản lý hành chính ở Trường Sa và Hoàng Sa. Theo ABC News, bất kể là do đại dịch virus corona chủng mới gây ra, COVID-19, đã bắt đầu từ tháng 1, các cơ quan chức năng của Úc vẫn theo sát tình hình, thời điểm Bắc Kinh bắt đầu đẩy mạnh hoạt động của mình trên khu vực Biển Đông, quan trọng về mặt chiến lược. Đài của Úc trích dẫn việc Việt Nam trình công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối công hàm tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc hồi đầu tháng 4. Đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Một lần nữa, các bản tin nói về hoạt động gây hấn của Trung Quốc tiếp tục nhắc tới yếu tố đại dịch COVID-19, phản ánh mối lo ngại của Mỹ về khả năng Bắc Kinh lợi dụng sự chú trọng của các nước vào đại dịch để đẩy mạnh mục tiêu gặt hái lợi ích chính trị cho các vấn đề điểm nóng của thế giới. Và COVID-19 cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới cục diện quốc tế liên quan đến Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Trong một cuộc điện đàm ngày 21 tháng 4 về chủ đề COVID-19, Ngoại trưởng của Nhật là Tomohiro Morishige đã phản đối Trung Quốc về việc Bắc Kinh đưa tàu qua vùng biển của nước này, nơi tranh chấp giữa gần đảo Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Hãng Kyodo cho biết Trung Quốc đã có 7 lần xâm nhập vào vùng biển do Nhật kiểm soát trong năm nay, và gần đây nhất là sự hiện diện của 4 tàu Trung Quốc cuối tuần trước. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Motegi trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nêu quan ngại về việc Trung Quốc thành lập chính quyền quản lý Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc với những hành động gây hấn và khiêu khích ở Biển Đông rõ ràng đã khiến cho Mỹ, Nhật và Úc lên tiếng trực tiếp hoặc là gián tiếp. Tín hiệu về một liên minh tứ giác kim cương Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ do Mỹ dẫn đầu ít nhiều có thể ngăn chặn âm mưu bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông trong bối cảnh thế giới đang chống chọi với bệnh dịch. Và nếu thực sự tứ giác kim cương đó đang thiếu nước nào, nhiều người đang đặt câu hỏi rằng Ấn Độ sẽ chọn cách tiếp cận nào. Về phần Ấn Độ, báo The Beach trong tháng này cũng đã nêu vấn đề về sợi dây liên quan giữa đồng minh Mỹ đối với Trung Quốc liên quan đến COVID-19. Trong bài viết ngày 14 tháng 4, The Beach đặt câu hỏi rằng Mỹ, Nhật và Úc
đã chất vấn Trung Quốc về COVID-19 và Ấn Độ cũng sẽ chọn cách tiếp cận, nhưng chọn cách tiếp cận nào? Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Arun Singh cho rằng Ấn Độ không nhất thiết phải dính vào chuyện chống lại Trung Quốc về vấn đề COVID-19, nhưng chẳng hề gì với yêu sách và cần phải sự minh bạch. Trong khi đó, giáo sư chính trị quốc tế Johnson Boris Palada tại Đại học Johnson Hala Kihu khẳng định rằng Ấn Độ nên ủng hộ các đồng minh như là Úc, Mỹ, Nhật Bản để đảm bảo Trung Quốc không đổ lỗi COVID-19 cho những người khác. Nhìn chung thì Ấn Độ lâu nay giữ cự ly vừa phải với Trung Quốc để cân bằng lợi ích quốc gia. Nhưng nếu Mỹ thành công trong việc thuyết phục rằng Trung Quốc dùng COVID-19 để áp đặt chủ quyền phi pháp cũng như giành lợi thế trong các điểm nóng toàn cầu, đại dịch có thể là một con dao hai lưỡi dành cho Bắc Kinh. Nhiều chuyên gia đặt ra câu hỏi và giả thiết rằng liệu Mỹ trong cơn đại dịch đang căng thẳng gồng mình chống lại đại dịch Trung Quốc thì liệu rằng có thể có giữ được sức mạnh ở Biển Đông hay không? Và câu trả lời là Washington vẫn thừa sức mạnh để răn đe Trung Quốc. Tiến sĩ Nang Yao, Viện Nghiên cứu Hodgson của Mỹ, hôm vừa qua đã cho biết rằng cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng của Mỹ đều lên tiếng phản đối Trung Quốc về việc lợi dụng tình hình bệnh dịch để gây rối, tìm cách củng cố chủ quyền phi pháp của mình trên Biển Đông. Gần đây, Washington tăng cường tàu chiến đến Biển Đông là một trong những động thái để minh chứng rằng tình hình dịch bệnh không hề khiến cho Hải quân của Mỹ mất khả năng răn đe. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hiện không thể ra khơi nhưng vẫn có thể triển khai tàu đổ bộ tấn công USS America. Dù là tàu đổ bộ nhưng với độ trắng nước lớn, sàn tàu rộng thì USS America đang triển khai cùng chiến đấu cơ hệ tàng hình F-35B với 5 chiếc chiến đấu cơ. Khả năng cất cánh với đường bay ngắn và hạ cánh thẳng đứng cũng có thể hoạt động như tàu sân bay. Đây là một thông điệp cho thấy Mỹ có nhiều sự lựa chọn để tăng cường sự hiện diện của mình trên Biển Đông. Không những vậy, theo tiến sĩ Nang Gao, cuộc tập trận chung của 4 tàu chiến là Mỹ và Úc mang ý nghĩa nhắc nhở Trung Quốc đừng có lợi dụng tình hình bệnh dịch để gây rối. Và tương tự, Nakis cho rằng, thông qua cuộc tập trận, cả Washington lẫn Canberra muốn Bắc Kinh hiểu rằng hải quân của các nước vẫn thừa sức để ứng phó trước những chiêu trò thừa nước đục thả câu của Trung Quốc. Thậm chí Nhật Bản và Ấn Độ cũng sẽ sớm có những động thái hỗ trợ cho thông điệp của Mỹ và Úc. Và đúng như vậy, Nhật Bản đã lên tiếng. Và một thông tin nữa chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, đó là thông tin cũng liên quan đến tình hình Biển Đông và sự bành trướng của Trung Quốc. Thì Philippines đã gửi 2 công hàm phản đối hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Philippines cho biết nước này đã gửi 2 công hàm phản đối hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Losinger hôm 22 tháng 4 xác nhận Philippines đã gửi 2 công hàm ngoại giao nhằm phản đối Trung Quốc các hoạt động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao của Philippines, Trung Quốc bị cáo buộc là đã chĩa súng radar vào tàu hải quân của Philippines trên Biển Đông. Ngoài ra, một công hàm khác nhằm phản đối động thái của Trung Quốc khi đưa tuyên bố liên quan đến cái gọi là lãnh thổ ở tỉnh Hà Nam. Nhà ngoại giao Philippines cáo buộc rằng 2 động thái trên của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Losins cho biết 2 công hàm trên đã được Đại sứ quán của Trung Quốc tại Philippines vào hôm 22 tháng 4. Ông từng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về sự việc này. Trong thông báo hôm 22 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là Lorenzana tiết lộ rằng tàu hải quân của Philippines liên quan đến vụ việc bị chĩa radar là một trong những tàu chiến mạnh nhất của Philippines. Đây là con tàu mà Hàn Quốc tặng Philippines từ tháng 8 năm 2019 và đã được cải tiến để có hệ thống điều khiển và vũ khí, khiến nó trở thành tàu có khả năng sát thương cao trong đội tàu của Manila. Tôi chỉ đạo Hải quân Philippines cung cấp thêm thông tin về vụ việc, ông Lorenzana cho biết. Trước đó, cựu ngoại trưởng của Philippines Rosario đã kêu gọi chính phủ Manila phản đối các động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông. Cáo buộc này rằng các hành động của Bắc Kinh cho thấy đang lợi dụng tình hình bệnh dịch COVID-19 để thúc đẩy yêu sách phi pháp tại khu vực. Mỹ cũng cảnh báo Trung Quốc dừng việc lợi dụng sự mất tập trung của các nước làm tổn thương các quốc gia khác trong bối cảnh bệnh dịch để thực hiện các hành vi phi pháp trái pháp luật của mình trên Biển Đông. Và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi liên quan đến tình hình Biển Đông này. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình.
Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.